Yeah, disco đi. Có người coi nó là một mầm non, có người coi nó là tai nạn. Có người vẫn đến chăm sóc thường xuyên, có người thường đi như lai vậy. Và khi cơn say lưng ép lý trí, làm vào cuộc vui không ai cản. Để khi trên tay mày cầm que thử mới biết hậu quả mày phải mang. Bây giờ đứa trẻ vẫn đang dần lớn nhưng ở trong trại mồ côi. Nếu như đêm qua không nghe tiếng khóc thì nó đã không còn rồi. Một mình một thân ở trước cửa trại, tiếng khóc vang trong đêm tối. Dù cuộc đời này nó có ra sao, đứa trẻ vẫn không có tội. Đứa trẻ cũng muốn được làm một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn được làm một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn được làm một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Nỗ lực không ngừng và làm theo điều đúng. Ây, 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 ây. Đứa trẻ cũng muốn được làm một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn được làm một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn được làm một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Ước nguyện cống hiến một chút gì cho đời, mai sau này sẽ được mọi người ca tụng. Và nó biết cuộc đời này khó khăn, tự giấc đôi chân và luôn phải cố gắng. Không muốn ngồi yên chỉ chịu được tất cả, cuộc đời như ván bài để tìm một cách để cố thắng. Nó vẫn phải đến sinh học từng ngày, tâm hồn ngây thơ và vẻ mặt hăng say. Mong một ngày sẽ trở thành thiên tài chính bằng nỗ lực chứ không phải ăn may. Đừng ai đặt ra một câu hỏi nào hay là thắc mắc về cái tên của nó. Đừng ai hỏi ba mẹ cũng làm gì vì đến cả tên nó không biết cả họ. Và khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, đến khi biết tên thì họ lại câu có. Đây là đứa trẻ video mới trong sáng, tâm hồn thơ ngay lại chim và âu lo. Vì họ không biết sau này nó ra sao, sáng đi học cũng tối thì muốn sinh. Ôi chân bé nhỏ đi qua từng nẻo đường, thi học vẫn cố vì cuộc đời còn luôn đến. Nó chỉ muốn tâm hồn người thơ vui đùa chơi trong những ngày vui để yên tĩnh. Nhưng cuộc đời thì nó không cho phép nói nó chính nó mà cứu được chính mình. Vậy nó sẽ làm gì khi bản thân nó vẫn còn quá nhỏ? Vậy nó sẽ làm gì để giúp cuộc đời nó sau đó? Vậy nó sẽ làm gì để vui chơi mà không cần âu lo? Đứa trẻ tuổi nó vẫn còn rất nhỏ nhưng vẫn nuôi nấu một ước mơ rất to. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Nỗ lực không ngừng và làm theo điều đúng. Ây, 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 ây. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Vứt bỏ âu lo và sống thật ung dung. Ây, 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 ây. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Đứa trẻ cũng muốn trở thành một người hùng. Nó cũng muốn làm người hùng. Vẫn luôn mong ước được cống hiến cho đời, mai sau này sẽ được mọi người ca tụng. Peace.